3. Xin chào tất cả mọi người đã đến với vlog của Giang Con. Ừ. Các bạn hãy đón chờ chuyến đi của chúng mình nhé. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với vlog của Giang Con. Hôm nay mình và mọi người sẽ đi chơi ở trên Tam Đảo nha mọi người. Công ty mình hôm nay là nhân dịp những cái hôm mà quay parody với cả là phim ngắn, à phim Tết xong thì bọn mình sẽ được đi chơi. Hi. Chị biết này. Đấy. Là công ty mình lại vân tay này. Chị Nhiên này. Đấy. Xong chưa? Đi. Xong rồi xuống đi rồi dưới này. Trong nhà rồi. Sáng đi, ok. Đẹp luôn nha. Đây nè. Người ơi, ai đây mọi người? Ai đây? Hello, ba. Xin chào tất cả mọi người đã đến với vlog của Giang Con. Ừ. Các bạn hãy đón chờ chuyến đi của chúng mình nhé. Phòng bạn đâu? Đâu? Phòng bạn đâu hả Vân? Phòng bạn đâu? Chị Nhung trong này à? Thế phòng này phòng ai? Phòng chị đây á? Không. Đây là phòng của tao với Vân. Không. Đi ra chỗ khác. Không. Phòng này Vân với tao à? Sao? Phòng này cái cạnh đây được không? Trên tầng này. Rộng vãi, có quả bồn tắm hướng phát ra vào đằng này luôn. Chân không luôn. Ui kinh nhỉ. Ừ. Chứ còn gì nữa, phòng xếp phòng. Thế đổi đi. Hả? Tớ mà cũng chả yêu thương nhau cả. Chỉ cảm thấy thế thôi, bảo đổi phòng không đồng ý. Chúng ta được ai ghé thăm đây? Đây, phòng của mình đây. Đây là quả bể bơi. Bể bơi hướng núi. Đây là cái thằng nó ở của mình. Gì đó. Vicky.
gấu đâu? Đi gấu đâu? À đây không? Cười đi con, cười à, cười xinh à, chết này, tao luôn là thần bơi. Đâu bơi cho nào? Tao bơi chắc kiểu luôn, thần bơi. Anh em nhìn tôi bơi à, đứng xây ra, đứng xây ra. Rộng lắm, xung quanh ngoài, chơi đi. Đông mà. Anh chạy lắm. Kinh nhỉ? Không, tao phải quay. Mắt xanh đi. Mắt xanh đi. Quay tao. Xinh. Đây tao quay chỉ ấn vào đây. Bơi chán chờ về ăn. Xấu quá. Xấu đâu mà xấu. Đẹp mà xấu. Anh Huy. Anh Huy. Lê bất chờ anh Huy ạ. Rồi đẹp luôn. Lựa. Ái rồi. Quay sự kiện này. Một vòng này. Một ta chỉnh một lần nào nữa. Chửi nó. Nào. Chết rồi. Chết rồi. Mưa rồi. Vẫn như kìa. Ừ, anh chụp đã đẹp. Chứ còn gì nữa mà. Cái máy nó có đẹp thế. Chứ còn gì nữa. Em nghĩ là em nên đổi máy nhưng mà em nghĩ là thôi, em để lại cái máy này em chụp ảnh. Em chụp ảnh tao mày. Tao bị xinh. Ừ. Cái vãi trưởng. Quánh Huy kia về xóa được không? Đâu rồi? Nên lên mưa rồi, 2, 3 này, 2, 3 này. Ngồi đây ăn, nó đấm lưng ra trướng luôn. Ừ, thì sao? Một tao cùng muốn ra bị lướt tóc ấy. Không phải đừng quay mình nhảy, mình xấu hổ à. Thì kia chụp cho hai đứa em. Ừ, sao đây? Cái vãi trưởng thì ta đang quay vlog. Sai. Không béo. Mới còn kéo sợ béo ấy. Quỷ. Bơi ra nào. Sướng.
xuống xong cầm máy lên tầng 4 rồi. Em ở cạnh phòng chị Thảo nhá. Ở nhà đâu mọi người ạ? Ở nhà luôn. Tiếp tắm, tiếp tắm. Ngồi thì ngồi chiếu nhưng mà lại mặc váy, ôi trời ơi. Quỷ. Các tình yêu. Các tình yêu nó xinh ấy. Lúc nào giờ thế? Cá. Cá ngựa, cá ngựa. Tăng cân mới có người yêu. Đúng, không phải phải yêu mà mới tăng cân chứ. Chị bảo tôi là cái người thế này thì không ai yêu. Bạn phải tăng cân lên nhưng mà bạn phải yêu vào thì bạn mới tăng cân được. Hello mọi người. Sau ngày hôm qua chúng mình bơi lội xong rồi chúng mình ăn uống. Và đến cái chuyên mục ăn uống thì mình lại không quay vlog nữa bởi vì mình có mải ăn. Bây giờ thì nhắm mắt phát đến ngày hôm sau. Về chúng mình sẽ phải đi về. Đây là căn nhà chúng mình ở. Đấy. Vẫn là người lái xe. My love của tôi ấy. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào mọi người.